Cái nhà buổi sáng, cái nhà ơi, bữa nay mình đi quay trà trời cho cả nhà xem. Cả nhà ở đây nó bán trà trời, nó bán gì cả nhà? Nó bán đồ, ba cái đồ, đồ xài, đồ lặt vặt, đồ cũ rồi cả nhà. Nó bán máy móc kiểu cả nhà. Đồ này đồ nó dạt ra đem đi bán rẻ nha, vẫn còn xài được nha cả nhà. Làm nó đẹp chứ không cả nhà, quá trời đẹp luôn. Need a plug. Yeah. Bán nó để ngoài cỏ mà đồ nó bán. Bán cây lại về mình trồng thấy nha. Mình cũng kiếm đồ mình mua cái nhà mà chưa thấy. Mua ống nước rồi về xài. Nó bán giày dép gì quá trời luôn. Hai bên bán, hai bên cái nhà. Bánh cây bông bông đẹp quá. Đi cho cái nhà xem, cái nhà cho biết ở nước Úc. Nước Úc bán trời trời mà ở vùng Queensland cái nhà. Ở Brisbane. Cái này nó gọi là dùng Mongovap. Mongovap, nó kêu một trời Mongovap trà trời á. Xì cái nhà, bán mấy cái cỏ cái nhà. Nó bán mấy cái cỏ, bán đủ thứ rồi. Nhiều quá cái nhà. Do you like this one here? $20. You have $20. Yeah. This one. Đây là có bán cần câu cái nhà ơi. Bán cần câu nữa. Đó, đẹp không? Đây là bán máy câu cái nhà. Máy câu cần câu. Cái nhà bắt đầu kiếm dao búa gì đủ hết trơn, đồ đẹp như thế này. Những món vậy là $50, $60 không. Này cây gậy nghe nha, cây gậy á. Đây có bán chim nữa cả nhà ơi. Đây bán cá cả nhà. Cá. Good morning Nam. Phải không? Đi vòng vòng quay cho cả nhà xem. Cho mấy người Việt Nam mình xem trà trà. Mình quay xong rồi mình vô vô ấy luôn. Vô YouTube. Hả? Sao? Cái này đi. Đó, cái chị ra chị mua đồ đó cả nhà. Chị Việt Nam đó. Đi Nam ơi, đi vòng vòng quay cả nhà Việt Nam mình xem. Cái này cây xoài cả nhà, chiếc nhánh ra nó bán 20 đồng một cây cả nhà ơi, đó 20.
chanh. Cái chanh này 25 đồng một cây cả nhà, 25 đồng. 25 đồng một cây, quá trời. Đẹp luôn. Đủ thứ ở trên cái nhà, cây gì cũng có, cây chùm ruột. Hai mấy đồng, 20 đồng, 30 đồng một cây. Cái gì cũng có bán hết trơn. Người ta quá trời luôn. Tay với tàu nhiều, cái nhà người Việt mình ít lắm. Vô chỗ nó bán trái cây. Chỗ trái cây ăn uống rồi nè. Suy cả nhà. Trái này là trái, trái ớt cái này. Cúp sữa cùng. Ăn đủ thứ á. Cà bắp. Cà bắp. Cúp hay. Củ gừng. Cúp cam. Quýt, cái bơ đủ cho nghe trai nhà không thiếu gì hết trơn nha. Trái dâu, cái dâu cái trái đủ hết trơn. Cái rốt và là cái khóm, mấy cô này mua trái khóm ở trên nhà. Có bán núm nữa cả nhà ơi, đủ thứ núm hết rồi. Quay cho cả nhà xem nha, nữa ở nước Úc cũng có đủ đồ rồi. Bán trái cây quá trời luôn cả nhà. Cái này trái dưa. Cái này cái zucchini. Không biết cái Việt Nam kêu cái gì. Đủ thứ ớt kiểu này kiểu kia. Mình cũng không biết Việt Nam kêu bằng gì. Này nó để là sweet chili. Thấy nha. Đậu. Cải rau nhiều lắm cả nhà. Trứng cả nhà. Trứng này, trứng gà. Quá trời trứng gà luôn. Đây trứng gà đây. Trứng gà quá trời luôn. Ổi trời ổi. Đây trời ổi cả nhà. Đây hôm qua. Hôm qua cải cải trắng. Đủ thứ hết trơn cả nhà. Đây là nãy giờ mình đi chợ, cái chỗ này là chợ trái cây. Trái cây không à. Có cả anh Việt Nam mình bán cả nhà. Chị ôm vô quay vòng chút nha anh. Dạ không sao chú. Đây cái nhà. Cái trái thoải mái. Cái trái này, cái trái mút khía. Khía rồi mút rắn. Đó. Bí. 140 please. Phân mì, phân môn. Đủ. Đủ ở trên cái nhà shop. Này trời trời mong hơi bát nè, có cái chú này chú bán. Ổi. Xoài, trà tượng, trà tượng. Chú già. Chú già, chú Sim. Chú đó chú già, chú Sim bên kia. Chú Sim bên đó, kế bên là chú Sim. Chú Sim đây. Bưởi cái nè, bưởi à. Này bưởi Úc á.
đủ đủ. Nhiều lắm cả nhà. Để chơi bờ. Được. Lâu lâu mới gặp được người Việt mình mới hỏi cả nhà. Còn tay mình không có hỏi. Ồ, mấy cái cây kiển đẹp quá cả nhà. Cây kiển. Đó, ở chỗ bán trái cây rồi cả nhà. Bây giờ tới chỗ ăn uống rồi cả nhà. Đây là chỗ ăn uống rồi cả nhà. Đó, bán đồ ăn đó. Đủ thứ nước ở trên cả nhà. Bà con người ta mua, tôi đứng xếp hàng luôn cả nhà ơi. Có bánh kẹp Việt Nam mình đó, cả nhà. Đủ thứ ở trên cả nhà. Có cái con ở Việt Nam thì cũng bán đó. Mình đang kiếm bà xã cái này. Đây là gặp rồi. Băng. Bà xã mình đi chợ cái này. Bà mua cái gì cũng biết sách một giỏ luôn rồi. Quá trời đồ luôn. Đồ quá trời cả nhà. Ở đây nó có bán bông hoa lan. Rồi mấy anh mấy chị này đi sao mày biết sao không? Mấy cái cây này nè, sao mày mua nhiều mua về chưng thôi. Tại cho mày biết sao không? Nó có trong một cái bóp. Quá trời bóp luôn cả nhà. Ở đây có bán cá này cả nhà. Đủ thứ cá tôm. Bà xã muốn mua cái gì cả nhà? Con mua gì đây? Con cùng mẹ xé tóc cái vàng đó, chăm sóc không có hết mẹ thời gian. Trong con mấy đồ nó làm nó vậy. Cái là cái gì? Cái là nó xanh tôm ký nha. Ba lần. Ba lần. Cái này vậy con lộn 3 đồng cả nhà. Mua gì nó canh tôm á. Cái sáu này 2.5. Cái đó cải khác. Cái này với này khác hả? Ừ. Cái này chai chai sâm. Ở đây người Việt mình bán cũng nhiều lắm. Này là what you give you $20. Ok. Trước khi mình đưa tiền mình phải nói bao nhiêu tiền cho tao biết. Chào mấy anh. Cái này mà cuốn bánh xèo là ho. Đây bán rau tươi quá. Dạ dạ. Đây cả nhà bán quá trời luôn cả nhà. Cái đó khác. Cái đó nó trồng nước anh ơi. Quá trời rau, rau tốt quá cả nhà.
đây là chỗ cổng mình ra cả nhà, chỗ cổng nó tính tiền á, cái cô đó đứng tính tiền á, ai ra vô vậy là chờ phải trả tiền. Cả nhà ơi, chờ đợi đồ ăn lâu quá cả nhà ơi, phải đứng xếp hàng nữa cả nhà. Nãy giờ xếp hàng là còn 4-5 người mới tới. Okay. Spring rolls? Mua 3 phần. Cả nhà đứng sắp mua phải sắp hàng đó cả nhà. Đó mấy anh này, mấy anh nấu nướng nè. Đó, ngon không? Mấy người Đức cả nhà, mấy người Đức đó. Nấu nướng. Đứng chấp hàng rồi cả nhà. Đó, đứng chấp hàng dài vậy. Ngon hết cả nhà. Quá trời người ta ăn uống rồi cả nhà. Mình cũng kiếm bàn mình ngồi mình ăn nữa cả nhà, mình cũng đói rồi. Mấy bạn xí bạn cái nhà mày ngồi ăn không cả nhà. Người Tàu có, người Việt có, Tây có, đủ hết trơn cả nhà. Giờ tới mình ngồi ăn luôn cả nhà. Bà mở cả nhà, bà mở mở của mình á. Đây bà xã mình mua đồ lại cho ăn đây. À, mua đồ ăn mà không được mua nước nữa. Mở ra giờ ăn giống như Tây vậy cả nhà ơi. Gặp vợ cường á, chào cả nhà. Cả nhà đi mình nè. Chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bye. Mời cả nhà ăn cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Đó, bà Tám với bà trò xã mình đi mua đồ cả nhà. Mua ít đồ nữa về. Dạ, đó. Đọc đậu bán 5 đồng bịch. Có thích ăn đọc đậu không? Đọc đậu cũng ngon. Ừ, đang đói rồi. Nhưng mà ơi, mình nhiều đồ ăn quá rồi. Mình mua về cái mình không ăn cái nó héo. Mình sao mở thôi. Bà mua ra cải kia. Mua về phải ăn liền. Ừ. Mới ngon. Cắt chìa khóa không anh nè. How many you want? One? Okay. Hey,
Rồi, bao cắt chìa khóa là cả nhà. Ông làm hay không? Bây giờ dài ra cả nhà. Nắng lên dữ rồi. Đó nó là tại vì trong shop. Còn đây là chợ trời. Trong shop vậy chứ nó mướn chỗ đó. Thành ra nó tính tiền cao. Đó, đó tập, tấm tập. Đá màu đá. Rồi, mình đi ra đó cả nhà ơi, mình ra đó. Giờ mình đi ra đi về. Bắt lái xe rồi. Rồi mình về bay cả nhà nha cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha cả nhà.